Chào các bạn đến kinh xem cách 24 giờ. Ý sách từ 135, lột xác một cái size đơn giản đi cùng những món đồ chơi siêu đỉnh. Nhắc tới cái chiếc ít từ 135 độ thì chúng ta không thể nào bỏ qua phong cách Hy Lạp đình đám một thời được nhiều anh em chơi cái mẫu lực ít từ 4 số cái đời từ 2005 đến 2010 theo đuổi. Và chính vì phong cách Hy Lạp đã khiến cho con xem này trở nên là khác biệt hoàn toàn so với số đông. Cùng với đó là những món đồ chơi siêu đỉnh phối cùng với dàn chân CNC chất như nước cất. Nếu như anh em chưa từng chơi qua cái chiếc Instagram độ hoặc là chưa từng dọn một cái dòng Instagram nào hết thì rất có thể nghĩ rằng cái cụm công tắc trên xe là cái cụm công tắc quy bản. Nhưng thực ra đây là cái cụm công tắc đến từ một cái chiếc Yamaha NVX thời đầu tiên được gắn hoàn chỉnh lên cái chiếc xe này và có thể tận dụng là hoàn toàn những chức năng với những cái nút nhấn. Chỗ chống đồng hồ nguyên bản giờ đây được lắp đầy hoàn toàn bởi đồng hồ của Omar Racing sản xuất dành cho cái dòng đời Instagram từ 2005 đến 2010. Do đang trong cái tình trạng là hàng hiếm nên mức giá mẫu đồng hồ Omar Racing dành cho cái mẫu xe này có thể rơi khoảng hơn 4 triệu một chút. Cái phần bộ cổ đi cùng với ổ khóa được bọc sợi carbon nó vô cùng thành công trong việc làm nền cho cái trợ lực Odin đen được lắm, tăng thêm một cái sức hút cho cái phần trợ lực này với cái sự đối lập giữa cái sự bóng bẩy và cái nét cứng cáp thể thao. Với những chi tiết các cò giáo như cái phần bờ khóa cổ đã được xử lý, được bố trí cái phần trợ lực. Bọc sợi carbon là một cái phương pháp phổ biến để làm chúng trở nên thẩm mỹ hơn. Với một khoản tiền hơn 9 triệu một chút thì người chủ bổ sung cho con xe của mình hai món đồ chơi gồm có cụm gạt Domino đi cùng cụm thắng của Rainbow Asset Costa Costa đến từ Ý. Hai món đồ chơi này hỗ trợ khả năng vận hành cho xe, đem tính trợ sức tốt hơn, cụ thể là cái cụm gạt Domino được tận dụng để cút ngắn hành trình dài, còn cụm thắng của Rainbow Asset Costa Costa thì cho người lái cái cảm giác kiểm soát phanh nó chính xác hơn. Nếu các bạn tận dụng cho mình những cái mẫu Instagram sản xuất từ trước năm 2011 thì quá nhàm chán với phần hiệu năng ánh sáng với phần đèn chiếu hậu nguyên zin, có thể bạn tham khảo cái chói đèn của LED SinFast. Cái mẫu chói đèn xuất hiện trên con xe hôm nay số cho mình những cái ưu điểm nó vượt trội hơn, lắp đặt dễ dàng, ánh sáng mạnh mẽ, tiết kiệm điện năng hơn. Nó vượt trội về cái hiệu năng như vậy, nhưng cái mẫu đèn này có mức giá bán khá ưu đãi, khoảng gần 1,3 triệu. Phong cách Hy Lạp không chỉ tốt lên từ cái bộ tem kép rất là sắc sảo trên con xe này, mà còn đến từ cái cặp xi nhan trước cái mẫu Curatin X 1.5. Nó được phân phối thị trường Hy Lạp. Nếu muốn sở hữu em ấy, các bạn phải săn tìm, đặt hàng cũng khá lâu, bỏ tầm tiền từ 4 đến 5 triệu vào thời điểm hiện tại. Cái dàn chân của con xe hôm nay hiện tận dụng cho mình bộ mâm Raceboy CC FC505 chế tác hoàn toàn từ nhôm nguyên khối rất là chắc chắn. Có quá trình tạo hình khá công phu khi trải qua quá trình nén lực rất dữ dội để tăng thêm cái độ cứng cáp. Sau đó quá trình CC để tạo hình và cuối cùng được nhuộm màu một cách là trau chuốt để đưa ra thị trường. Giống như cái bộ mâm Raceboy CC FC505, cái cơ hệ của Remobilis 4 bit cho dàn chân trước của con xe này nó cũng được hình thành từ nhôm nguyên khối CC với hai cái mảnh nhôm kép lại. Với cái số lượng lên tới là 4 piston, nó sẽ cần tới kiếm những đĩa thắng kích thước tầm là khoảng 267m như cái dòng của Rainbow Oversight nhằm mục đích là tối ưu cái phần lực thắng. Ngoài cái bờ khóa cổ thì cái chiếc này còn có thêm hai cái chi tiết được bọc sợi carbon nữa, đó chính là Oppo và phần tay dắt. Theo như người thực hiện cái bản đồ này đã tiết lộ thì tổng số tiền bọc sợi carbon cho những chi tiết rơi vào khoảng là hơn 5 triệu chút. Trước khi muốn trang trí trên xe bằng cái phương pháp bọc sợi carbon thì các bạn cần phải biết rằng mức giá tiền của công đoạn này phụ thuộc rất nhiều vào những yếu tố gồm có thiết kế cái bề mặt của bộ phận bạn muốn bọc sợi carbon, hoa văn, diện tích của bộ phận vân. Với cái mâm Raceboy CC FC505 khi gắn nó sẽ ép người chủ nâng cấp cái phần đĩa thắng cho cái dàn chân sau. Vì bộ mâm này vốn tận dụng cái cấu trúc là hai đĩa. Theo thắng anh chủ lựa chọn chính là cái dòng Remobilis 2 bit phối cùng với phần đĩa của CNC đường kính là 220. Cái cụm đèn hậu nguyên bản đã được thay mới bằng học của Abbey đến từ Malay, với thiết kế cái đèn bên trong tích hợp cái công nghệ dàn LED tiên tiến, thúc được người xem bằng cái độ sắc nét của cái lối bố trí những cái bóng đèn ở bên trong, chứ không như phát thảo lại cái hình dáng của những cái bông hoa đen tung cánh. Cái gam màu vàng óng ánh với những cái chiếc tải CNC và sinh của AK chính là hai chi tiết điểm xuyết hoàn hảo để đồng bộ cùng với cây phục Âu Linh hàng hiệu trên xe. Bộ phục này đem tính cái khả năng nhún nhẹ im ái, ổn định dù vận hành ở nhiều cái điều kiện khác nhau. Khối động cơ chiến mã hôm nay đã được phục dựng lại để cho người chủ có quá trình là chân chu khi vận hành. Nó cũng khá im ái và còn được nâng cấp dung tích là từ 135 lên thành 150cc, đi cùng với cái lồng kiến cooling, tăng cường cái độ bốc và hiệu suất tối đa một cách tuyệt đối.
chúng ta cùng chiêm ngưỡng em ấy lần nữa nhé. Vairo hồi sinh với một cái cặp bài trùng trong cái làng cụm thắng của Ý. Cái chiếc Vairo hôm nay là một trong những cái dòng đời là 2017, tuy nhiên lại đăng ký ở năm 2018, và thế hệ này được săn đón cũng rất nhiều, chạm ngưỡng gần 70 triệu đồng cho những chiếc xe ít chạy với cái phiên bản là 150cc. Giá trị của nó hiện tại còn được nâng tầm bằng cái dàn đồ chơi hiệu năng cao. Nguyên bản thì cái con Vairo hôm nay có cái lỗ phát mặt nạ phía trước để gắn cái phòng biển số. Tuy nhiên giờ đây em ấy đã trở nên gọn gàng hơn khi được khắc phục bằng cách lên cái mặt nạ nhẵn phụ của chiếc LED đến từ của Honda Thái Lan. Cái cụm thắng tối giản mà Honda Indo trang bị đã được thay mới bằng cái cặp bờ trùng, đó chính là cái cụm thắng của Rainbow Asset bên phải và cái dòng Dono to em bên trái. Bộ đôi này thích hợp dành cho những cái trường phái tay cầm đĩa như cái chiếc Vairo hôm nay và có khả năng điều phối lực thắng nó vô cùng hiệu quả. Dàn chân trước hiện tại chẳng còn sót lại bất cứ những cái bộ phận nguyên bản nào hết. Vẻ ngoài được thay đổi toàn diện nhờ vào cái phục của LCM, mâm Raceball 6 cây, đĩa trước là cái đĩa của TBT, kết nạp cùng những hiệu của Fan Domdit 2 bit, cái dầu thắng, dầu heo bấm đổi inox đi kèm theo ngắt dầu đỏ rực. Cái dàn chân sau được nâng cấp bởi phục Olin, cái mã HO 831 bình dầu. Cái mẫu phục này gắn hoàn toàn như zin với chiều cao nó tương đồng với phục nguyên bản. Tuy nhiên khi gắn thì dàn áo bắt buộc phải trải qua quá trình cắt gọt để tránh tình trạng bị cạ cứng khi nhún nhảy. Hệ thống ống xả, lon bồ nguyên bản cũng được không còn hiện diện nữa, được nâng cấp bằng cái lon bồ của chiếc Vairo cái đời từ 2019 đến 2021, có kiểu dáng góc cạnh thể thao hơn, có thêm cái cổ của titan tăng cái chút thẩm mỹ với màu sắc sặc sỡ hơn. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng em ấy lần nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy tiếp nhớ like, share, subscribe.